livestream nhảy quá trời. Livestream nhảy thôi chứ chạy sống não đó mọi người. Thì trước khi nhảy cũng khoan cho nên 4 tháng 10 điểm tiền tuổi. Con số 92 rất là đẹp, bây giờ là 96. Ai khóc nỗi đau này. Không thấy chữ nào luôn á, thấy không? Kira kira đó rồi. Thắng chắc rồi, bắt đầu em mới nghĩ là tôi tưởng anh biết rồi, tôi mới quay qua hộ Việt chung. Để tôi nhấn được là Akira nữa nếu. Em chở anh dữ liệu mà nghe nó bị quán lắm. Sợ lắm. Chắc anh tin là người anh em của anh nè. Ô chị chung không? Thế rồi bây giờ tao tôi được các bạn tạo ra những môn nắng mặt ở chương trình Superstar S4 để quay chương trình lại lắm ở nhà. Và quý vị ơi, cái người quay cho bộ tên là Dương nhưng mà từ đi xa chính tả ghi là Diễn Dương và Trái Phi được rồi. Hãy quay lại trên đây mọi người. Đó, với một người nghệ sĩ có một cái tác phong làm gì cái tỷ lượng của tôi thì cái số trên xa chính tả này tôi quyền đối phim mình sẽ không cho phép cho nên hãy mau lên tôi nguyện đứng cao bạn hơn rất nhiều người. Alo, ai kiếm mời đi lên cho anh Dũng. Rồi anh hướng cái miệng lên. Quá cái miệng tôi cản mình lại. Tôi cản cái miệng nói không được luôn. Cô là MC ai anh? Bóng bạn mà chết. Một xíu nữa, một xíu nữa đi qua anh. Em cắt không nói gì mà anh tự nhiên cứ chết. Ủa nghe là muốn hát rồi, có giảm một tí nào. Em thấy anh lay chim nhảy quá trời. Lay chim nhảy thôi chứ chạy sống não đó mọi người. Thì trước khi nhảy cũng khoan cho nên 4 tháng 10 điểm tiền tuổi. Con số 92 rất là đẹp, bây giờ là 96. Ai khóc nỗi đau này. Nhà mới cần tới một tiếng 96.5. Thì mùa dịch trải qua mọi người cũng biết đó. Thì cái này nè, cộng với lại những cái này nữa. Thì so với những em đi năm ngoái thì hôm nay cũng đã học được rất là nhiều. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới khi mình cũng ra bài thì các bạn được chơi đúng mặt và không nghiệp cũng nha. Hãy đăng ký kênh Nguyễn Phú đi sầu. Đăng ký liền đi, sắp được triệu sub rồi, đăng ký nhờ quý vị ở tất cả mọi người. Trời ơi, thấy không? Nó một phần luôn á. Có máy quay vô là nó vậy em hả? Nói đi. Nó bất nghĩa đó. Rồi đúng rồi. Cô quay vô cái miệng cứ như sợ nên nhập những cái tháo đâu mà nó nhục cũng được. Hết rồi. Vậy đó, anh không biết đâu, vậy khi em đang ngủ về em kia, vậy em đang ngủ ngon, nó có kêu gì dù gì. Các bạn thấy luôn, xin chào tất cả mọi người, em ký cơ mình luôn, xin chào em. Ồ, kỳ vậy đó, trời ơi, bị ám ảnh. Em nhớ nhà tự quay ở nhà, tự bị ám ảnh mọi người. Giống như là ở đâu mà không có quay, thì có chuyện này, ví dụ đang như này. Hãy đăng ký kênh của Unso để được thông tin mới nhất, nhạc mới nhất của mình cũng như mọi người. Máy vô liền là cái miệng em nó toát ra gì đó. Người ta trai thẳng, người ta mà cũng bét vô là bay ra ngoài người ra người. Ở đây là cái bộ người của tôi bật vô nè. Cái cục bánh tét. Nó anh đừng có làm vậy. Ta làm vậy là anh có chịu trách nhiệm được cho cái bào thai này không vậy em đó? Chịu trách nhiệm được cho cái bào thai này không? Rồi mình đặt tên con chưa? Mình đặt tên con chưa? Thôi không. Anh hứa bây giờ nè, hai đứa mình cưới chưa? Cưới đang chị cái gì nè? Thôi tự nhiên thôi. Có tiền anh nói chuyện chứ. Tự nhiên nói chuyện cưới hỏi gì đây anh kỳ quá. Hôm nay chưa đang dẫn kia em. Cưới hỏi mà tự nhiên có cái nhẫn kia là cưới. Có cái nhẫn hộp à, hôm nay hát bài yêu là cưới. Ừ đúng rồi, hôm nay hát bài yêu là cưới. Em thì hát bài rồi nói luôn. Không biết được rằng là có người hát chung với em ra. Nhưng mà quý vị ơi, cái người hát chung với tôi được cái giọng của phải cao dữ lắm. Cái miệng của phải lanh lảnh cái chơi này tôi. Con tôi phát hiện ra thì không biết. Sợ mà trong showbiz này bao nhiêu người giọng ca của tôi có anh Hoàng Kiều nè, Hoài Lâm nè, Trịnh Đình Quang nè, cùng lắm là gần đây có thêm Nam Phi Hổ nữa là giọng nó cao nè, đó bốn bà đó là giọng cao nè. Còn mình bình thường thích chặt giọng anh cũng cao nhưng mà anh là thằng người chơi với em rồi anh hơn, cho nên thật sự không biết anh là người hát cho tôi. Ở đây mình có Văn Liêu hồi trước chương trình không? Dạ không ạ. Ờ dạ họ thấy đó cái giọng nó nghiêm trọng quá. Dạ không ạ. Nhưng mà mình không đoán luôn, mà mình không đoán như vậy không? Khó đoán lắm, chương trình thì nó còn ghê hơn cái chương trình mà anh thử khoanh dùng thử những người mà xung quanh mình chẳng hạn, đúng không? Rất kiểu đây đây đây, khoanh dùng người xung quanh coi. Thì anh thì chắc không phải rồi, anh ra chắc cũng phải luôn. Là chỉ có mấy thằng thì trong nhớ giờ thì anh ấy đã thương thức các bài lắm. Trịnh Đình Quang, Lan Phi Hổ, một số bạn nhận ra tại vì cái bài rồi tới đường rất cao. Đúng rồi. Ngày mình bên nhau, dây tơ hồng lời nối thành đôi. Anh đi em sẽ được lâu nhiều đời không đơn đôi em còn yêu ai nữa kiểu dạng đó không đáng được hồi hộp không hồi hộp có một cái chút xíu cái phần hồi hộp với lại tăng cân tại nãy có một chưa cô thấy là gì đây thì còn đẹp quá thì mỗi ngày tôi tập thể dục nó sẽ cập nhật vô thì mỗi ngày tôi tập thể dục 40 phút nhưng mà phải tại vì chơi tới 24 tiếng là nó không có đâu
bên đây mọi người có file photo, có file behind the scene đẹp rồi thì khi up lên kênh á, lâu tôi cũng hay lấy dễ tin kênh tôi được gắn bản quyền nha. Chỉ là behind the scene thôi mà mọi người. Chào mọi người, nhớ đăng ký kênh của The Official. Đang rất là lo sợ, rất là run sợ. Tại vì lần đầu tiên làm ca sĩ cho nên là cảm giác rất là hoang mang. Em sẽ giọng cả giọng ai? Dạ. Em sẽ giả giọng anh Kim Đa Phan. À, cũng hơi xui rồi, mình không nói trước được gì chứ. Hôm nay có vũ đàn không em? Hả? Có vũ đàn không? Bữa nhắc kêu đi hát mình mới quên trả tiền không giờ bắt không tiền. Quên đó mình quên chậm có ngày đó, nên nó dặn cho nó mời nó, cái nó không chịu đi nữa. Nó không có tâm gì chứ. Bởi vậy, mấy mốt cái gì ai mà kêu show cũng trả tiền liền phải không? Đừng để cho nó qua mấy ngày. À, anh đó anh hay lắm á, anh muốn vô đội anh trả tiền thiếu người ta tuần lễ lắm á, tiền nào có không, không biết em nói vậy đó. Hay, anh em mới hát có mình không mà đâu có vũ đoàn đâu thầy. Với em vậy đó. À, một xíu nữa là buổi sáng một bài hát được mang tên là rồi tới luôn, tới cùng chuyện luôn, tới nãy luôn, tới đầu tới luôn. Làm câu cho khán giả nghe thử chứ. Người ta ca sĩ là người ta hát hay lắm, còn tôi ca sĩ tôi hát vui lắm. Hát mà vui lắm. Vui không? Vui thiệt không? Hát mà cười quá thì cười. Hát câu cho mọi người nghe thử chơi thôi. Em ơi em mở đầu ánh mắt trong cáo anh qua Đức Châu luôn. Mai đây ta sang giàu quá xa to thành kho rau luôn. Đang nghe tiếp nha. Trên dưới cô thấy hai đứa về bên nhau. Có ông mà sắp có ngày chịu được ở dưới là một đò. Thật có khó đến quên được lời ông ta. Kiểu thấy con nào, nói em không cần nào. Nếu như em đi được em không có sao. Bình nha, bình nha. Anh có nửa câu em muốn xỉu rồi. Em được 110 mấy cái em xuống được. Đến bây giờ ý chí em cũng kiếm rồi. Trời ơi, trời ơi. Chương trình ơi, em quên lời nhạc của em luôn. Em không nhớ phải bài hát. Giận quá, trời ơi. Cái chân bớt lạnh rồi. Sao cái người nghệ sĩ dòng 2 là Quách Ngọc Tiên, sao khi mà bị cái hình phạt đó thì cái chân nó nãy vô nước hái giờ nó giảm lạnh cũng được 50% mà không đợi em đi nữa là sẽ giảm hết 100%. Em nói cũng đi em ạ. Đó đi học trong trường sân khấu anh còn kêu em là Hùng mà. Tại sao anh lại không nhớ tên chữ hát? Nãy nó nói tên chữ hát. Như vậy là Quách Ngọc Tiên không thể nào tìm được danh tính thực sự của Akira Hùng. Akira Hùng. Ủa mà mất cớ gì mới có Akira được rồi, anh thấy không? Khi mà anh không biết nhé, anh chỉ có Akira cái thì hết chân. Không lẽ là Akira? Ai? Akira Phan. Em tên bạn ơi. Không có một chữ nào luôn, anh thấy không? Akira là nó rồi. Ăn chắc rồi, bắt đầu tiếp. Tôi nghĩ là... Tôi tưởng anh biết rồi, tôi mới quay qua hộ Việt chung. Tôi nhấn lần là Akira, anh hiểu. Thầy cứ bán thôi, anh biết em mới nghe. Tôi biết được gì chứ có người si hài, nó là rối này. Em chở anh dữ liệu, nghe nó bị quán lắm. Chắc anh tin là người anh em của anh nè. Ôi chị Trung không? Một người mà nói chuyện lanh lợi có thể quăng miếng vậy nè. Quê miền luôn. Là thường là nghệ sĩ hài. Ôi chị Trung, đừng có như vậy nữa. Chứ nó tập bị tập bại nữa. Người gạt anh mình nữa. Tao quán luôn. Ôi chị Trung, cái ông Trung luôn. Cũng la làng lên. Thôi đừng làm vậy nữa Trung. Nếu như kệ đóng bừa. Nàng ơi anh tới anh ở đón em về cái tình trong năm. Trời ơi! Bin mới vô Sài Gòn. Bin qua anh hay chỉ cho Bin cái trên là em sẽ lọc lại cái lúc đó ngay luôn. Lính quân bị mập không có. Ừ, đó là lòi nó liền. Tôi lính kia nó mập đâu, đâu có vậy. Tại mấy năm mà mới bắt đầu đi hát là 2016. Là bắt đầu nhờ anh Thanh dẫn vô nghề cho đi hát từ từ. Lúc đó là em gặp anh đó. Ờ. Lúc đó em ngồi trong sự gia đình Biên, em muốn đi hát của em gặp. Em không biết gặp ai thì họ ra bất ngờ luôn. Đúng rồi, em nhìn cái dáng nhẽo như đổ ấy. Nó không thể nào nó chết Thanh được, chết Thanh bận quá. Đúng rồi. Nó có lực một quẩn gì vậy. Mà nó biết dịch quẩn. Thôi nhìn thấy vui rồi, không nghĩ là anh thì chị mới vui chứ. Ở Viên Nga ở dưới đây còn không đoán được anh luôn á. Anh hết thì làm sao em đoán được. Giọng trẻ mắng. Cái
nếu anh hát cái nhạc kiểu giọng đúng rồi kém quá mà cái giọng lúc đó là anh luyến lên như cái bạn nào khác rồi ha, là em nghĩ là cái bạn nó đó. Nhưng mà mọi người nói là biết không, giá trị của chương trình này là chỗ đó đó em. Chứ bắt bài được hết thì đâu có giá trị lâu đúng không? Quán lắm, đứng lên chợ nhân dân ghê lắm anh. Tư liệu, thông tin, đồ đâu kinh khủng dữ lắm. Luôn mình không thể xác nhận. Mà quan trọng là nhìn mặt ai cũng thấy lừa đảo. Cũng thấy em thương, thân thiết, thân tình như vậy. Mà nhìn anh nhìn bằng ánh mắt đang nghe. Rồi sao cái người cho biết dữ liệu nhiều.